Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào tiết luyện tập 3 của bài 69 ở trong quyển sách toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào bài số 1. Yêu cầu các bạn chọn câu trả lời đúng. Tổng của 64 và 26 là bằng bao nhiêu? Như vậy tổng tổng thì các em sẽ thực hiện làm phép cộng. Các em sẽ lấy 64 cộng với 26 xem thử kết quả bằng bao nhiêu. Như vậy chúng ta cùng tính ra giấy nháp. Các em có thể nhẩm luôn hoặc tính ra giấy nháp 64 cộng 26. Các em cộng hàng đơn vị trước. 4 cộng với 6 bằng 10. Viết không nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8. Nhớ 1 nữa bằng 9. Như vậy kết quả chúng ta bằng 90. Bằng 90 thì ở đây chúng ta đối chiếu đáp án thì các em sẽ khoanh vào. Đáp án đúng chính là đáp án A. Ý B. Hiệu của 71 và 18. Muốn tìm hiệu thì các em sẽ tìm phép trừ. Làm phép trừ, các em lấy 71, các em trừ đi 18. Các em lấy 71, các em trừ đi 18. Ta có 1 không trừ được cho 8, các em mượn một chục phía trước, lấy 11 trừ đi 8 bằng 3. Viết 3, nhớ viết thẳng cột xuống. Các em vừa mượn 1 thì các em trả 1 sang đây. 7 trừ đi 1 bằng 6, 6 trừ tiếp đi 1 nữa bằng 5. Như vậy kết quả của phép tính bằng 53. 53, hiệu là phép trừ chúng ta vừa tính bằng 53. Các bạn chọn đáp án đúng chính là đáp án B. Tiếp tục, chuyển sang ý C. Kết quả của phép tính 34 cộng với 9 trừ 27 là bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây để thực hiện phép tính này thì chúng ta sẽ tính lần lượt từ trái sang phải. Phép toán nào trước các em thực hiện trước, phép toán nào sau các em thực hiện sau. Như vậy chúng ta có bài 1C. Ta có 34 cộng 9 trừ đi 27. Thì 34 cộng với 9 thì sẽ bằng, kem cộng hàng đơn vị trước này. Đây chúng ta thực hiện này, thực hiện phép toán này trước đúng không? Đấy, 4 cộng 9 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 này nhớ thêm 1 nữa bằng 4. Rồi trừ đi 27 này. 3 không trừ được cho 7, kem mượn một chục phía trước, lấy 13 trừ 7 bằng 6, viết 6. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 4 trừ đi 1 thì bằng 3. Đây là đáp phép trừ. 4 trừ 1 bằng 3. Lấy 3 trừ tiếp đi 2 thì bằng 1. Như vậy kết quả bằng 16. Bằng 16 thì các em thấy chúng ta sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án C. Tiếp tục chuyển sang câu D. 53 trừ đi 5 cộng 45. 53 trừ 5 cộng 45. Trong biểu thức có hai phép toán cộng trừ, các em sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Phép tính nào trước thực hiện trước. Như vậy lấy 53 trừ 5 này, 3 không trừ được cho 5, các em mượn 1 phía trước, lấy 13 trừ 5 bằng 8. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. Đây đang là phép trừ, lấy 5 trừ đi 1 bằng 4. Như vậy kết quả của phép trừ đầu tiên bằng 48. Nếu bạn nào không nhẩm được theo hàng ngang thì các em sẽ đặt tính theo hàng dọc. Lấy kết quả này các em cộng tiếp 45. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước. 8 cộng với 5 thì bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 3 cộng 3 bằng 4. Đây là đang phép cộng. Nhớ 1 tức là cộng thêm 1. 4 cộng 4 bằng 8. Nhớ 1. Cộng thêm 1 nữa thì bằng 9. Kết quả bằng 93. 93. Bạn nào mà chưa biết cách tính thì em dừng lại để xem nhé. Như vậy 93 thì các em khoanh vào đáp án C. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Ai chưa xong, các em dừng lại, tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 2. Tìm chữ số thích hợp. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cộng theo hàng dọc này. Đây. Nếu các em có viết vào thì nhớ dùng bút chì nhé. Ta có 7 cộng 6 bằng 13.
Kem viết 3. Viết thẳng cột xuống kem, viết 3, nhớ 1 sang đây. 4 cộng với 2 bằng 6, đây đang là phép cộng. Nhớ 1 tức là được cộng thêm 1 nữa thì bằng 7. Như vậy ở đây, hai cái dấu hỏi chấm này, kem sẽ điền cho cô số 73. Tiếp theo, ta có số bao nhiêu cộng với 6 bằng 5? Nếu cộng bằng 5 thì không có số nào cộng 6 bằng 5 cả. Nhưng mà số bao nhiêu cộng với 6 để ra 15 thì có đúng không? Thì ta sẽ có là 9 cộng với 6 thì sẽ bằng 15. Để chúng ta viết 5, chúng ta nhớ 1. Đấy, như vậy ta có 9 này cộng 6 bằng 15. Như vậy ở đây kem sẽ điền là số 9. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5, nhớ 1 sang đây. Nhớ 1 tức là được cộng thêm 1 đấy. 3 cộng 1 bằng 4. 3 cộng 1 bằng 4. 4 cộng với mấy để bằng 7? Thì 4 cộng với 3 nữa bằng 7. Như vậy cái này kem sẽ điền số 3. Như vậy phép toán của chúng ta là 39 cộng 36 bằng 75. Sang ý tiếp theo nữa, 81 trừ đi để ra cái số này. Vậy 1 trừ đi mấy để bằng 6? Thì nếu như chúng ta làm bình thường, chúng ta thấy là không có số 1, không có trừ đi số mấy để bằng 6 được ạ. Vậy chúng ta sẽ mượn 1 ở phía trước để lấy 11. Kem sẽ mượn 1 phía trước để lấy 11. 11 trừ đi mấy để bằng 6? Thì chúng ta có 11 trừ đi 5 bằng 6. Như vậy ở đây các bạn sẽ điền là số 5. 11. 1 không trừ được cho 5, mượn 1 phía trước lấy 11 trừ 5 bằng 6. Mượn 1 thì chúng ta nhớ trả 1 sang đây. 8, đây đang là phép trừ. 8 trừ đi 1 thì bằng 7. 7 trừ tiếp đi 2 thì bằng 5. Như vậy ở đây kem sẽ điền là số 5 nữa. Như vậy biểu thức của chúng ta 81 trừ đi 25 thì bằng 56. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Những ai chưa xong, kem hãy dừng lại làm xong bài tập số 2 đi. Quay chuyển bài tập 3 như sau. Bài tập 3 là bài so sánh. Để đi so sánh được thì những cái vế nào mà có phép tính thì kem phải tính kết quả đã. Ví dụ như cái này chúng ta phải tính kết quả ra bằng bao nhiêu. Ta trừ hàng đơn vị trước, 5 không trừ được 8, mượn 1 chục phía trước lấy 15 trừ đi 8 bằng 7. Kem có thể lấy bút chì viết. Mượn 1 thì chúng ta trả 1 sang đây, đang là phép trừ thì chúng ta trừ đi. 8 trừ 1 bằng 7, 7 trừ tiếp đi 6 thì bằng 1. Như vậy cái này chúng ta tính ra bằng 17. Bên này tính ra bằng 17 mà bên này bằng 20 thì kem sẽ điền dấu bé hơn, được không? Bài 3A. 85 trừ đi 68. Các bạn sẽ so sánh với số 20. Thì bạn tính cái kết quả này. Ta trừ hàng đơn vị trước, 5 không trừ được cho 8, kem mượn 1 phía trước lấy 15 trừ 8 bằng 7. Mượn 1 nhớ đi trả 1 sang đây. 8 trừ đi 1 đang là phép trừ thì chúng ta trừ đi. 8 trừ 1 bằng 7. 7 trừ đi 6 thì bằng 1. Như vậy bên này tính 17, bên này 20 thì ta sẽ có 17 bé hơn 20. Sang ý tiếp theo, 49 cộng với 33. So sánh với bên này là 91. Thì ta cũng thực hiện cái phép toán này xem kết quả bằng bao nhiêu. Cộng hàng đơn vị trước này, 9 cộng với 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, nhớ 1 nữa bằng 8. Đây là phép cộng nên nhớ 1 thì được cộng 1. Đấy, thì bằng 8. Kết quả bên này bằng 82, bên này bằng 91. Thì 82 bé hơn 91. Sang ý B. Ý B, ý đầu tiên là 54 cộng với 37. 54. Cô xuống dòng nhá, đây nó hơi chật. Bài 3B. 54 cộng với 37.
em so sánh với 37 cộng với 54. Thì kem cộng hàng đơn vị trước, ta có 4 cộng 7 bằng 11, viết 1, nhớ 1 sang. 5 cộng 3 bằng 8, đây là phép cộng, nhớ 1 được cộng 1 nữa, 8 cộng 1 bằng 9, tính ra bằng 91. Tiếp theo, 4, 7 cộng 4 bằng 11, cũng viết 1, nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8, nhớ 1 nữa bằng 9. Cả hai bên kem tính ra đều bằng 91 cả, thì kem điền dấu bằng. Hoặc kem nhìn thấy này, bên này là 54, bên này cũng có 54. Bên này 37, bên này cũng có 37. Như vậy là hai bên là số giống y hệt nhau, nó chỉ đổi chỗ thôi, thì kem cũng có thể điền nhanh là dấu bằng. Sang ý thứ hai của câu B là 72 trừ 27 và 72 trừ 30. 72 trừ đi 27. Các em sẽ so sánh với 72 trừ đi 30. Thì các em cũng tính kết quả của hai phép tính này. Ta có 2 không trừ được cho 7, các em mượn 1 phía trước, lấy 12 trừ 7 bằng 5. Viết 5. Các em mượn 1 thì các em nhớ trả 1 sang đây. Đây đang là phép trừ, nên khi trả 1 thì chúng ta trừ đi. 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ tiếp đi 2 thì bằng 4. Kết quả bên này bằng 45. Các em tính tiếp kết quả với bên này. Ta cũng trừ hàng đơn vị trước. Ta có 2 trừ đi 0 thì vẫn bằng 2. 7 trừ đi 3 bằng 4. Bên này 45, bên này 42. Thì ta có 45 lớn hơn 42, kem điền dấu lớn hơn. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong, kem hãy dừng lại, tiếp tục làm cho xong. Chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 4. Ta có bài tập số 4 như sau. Bò sữa của bác An mỗi ngày cho 20 lít sữa. Bò sữa của bác Bình mỗi ngày cho ít hơn. Còn bò sữa của bác An là 5 lít. Hỏi mỗi ngày con bò sữa bác Bình cho bao nhiêu lít sữa. Như vậy muốn biết là mỗi ngày con bò sữa bác Bình cho bao nhiêu sữa thì chúng ta sẽ lấy số lít sữa của con bò sữa của bác An, kem trừ đi 5. Như vậy mỗi ngày con bò sữa bác Bình cho số lít sữa là Thì chúng ta sẽ lấy số lít sữa của con bò sữa bác An, kem trừ đi 5. 20 trừ đi 5 thì bằng 15. Như vậy là mỗi ngày con bò sữa của bác Bình là cho 15 lít sữa. Đáp số 15 lít sữa. Chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Những ai chưa xong các bài tập trên, các em hãy dừng lại một chút để làm cho xong. Chuyển sang bài tập số 5 như sau. Yêu cầu các bạn điền số. Ta có 74 trừ đi 69 được kết quả bao nhiêu, các em điền vào đây. Thì để làm ấy thì các em có thể đặt tính ra nháp hoặc là các bạn nhẩm. Nếu như mà các bạn không nhẩm thì các em đặt tính ra nháp như sau. Ta có 74 trừ đi 69 này.
4 không trừ được 9, kem mượn 1 phía trước, lấy 14 trừ 9 bằng 5. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 7, đây đang là phép trừ, chúng ta trừ đi. 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Cái chữ số 0 đứng đầu này kem có thể ghi hoặc không ghi thì cũng được nhá. Chữ số 0 nếu đứng đầu tiên thì kem có thể bỏ đi cũng được. Như vậy chúng ta ghi kết quả bằng 5. Sau đó lấy 5 cộng với 48 được kết quả bao nhiêu, kem điền vào đây. Chữ số 5 này là hàng đơn vị này. Đây là số có hai chữ số thì chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục, chữ số sau là chữ số hàng đơn vị. Hàng đơn vị thì phải thẳng cột với đơn vị. Như vậy chữ số 8 đơn vị thì phải thẳng cột với chữ số 5 này. 4 hàng chục kem viết trước này. Kem cộng hàng đơn vị trước. Ta có 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 4 nhớ 1 tức là cộng thêm 1 nữa bằng 5. Kết quả bằng 53. Như vậy ở đây kem điền 53. Tiếp theo 53 trừ đi 30. Kem trừ hàng đơn vị trước. 3 trừ đi 0 thì bằng 3. Sang hàng chục, 5 trừ đi 3 bằng 2. Kết quả bằng 23. Như vậy ở ô này kem điền là số 23. Cô đọc lại. Đầu tiên kem sẽ điền là số 5. Tiếp theo kem sẽ điền số 53. Cuối cùng là số 23. Tất cả bạn nếu có điền vào thì các em hãy dùng bút chì nhé. Trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết luyện tập 3 của bài 69 ở trong quyển vở bài tập ở trong quyển toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.